Hello anh em Bến Tre nha, hello anh em cả nước nha. Hôm nay em Thịnh mình lên sóng cho anh em là mấy con xe tự động giá rẻ nha. Fiesta bên em còn 3 uống xe đủ màu, trắng màu xanh nha, tự động nha. 235 triệu, nó xe đẹp, số tự động đời 2012, nguyên zin gia đình không lỗi. Và đây là Focus, Focus mẫu này mình còn cũng 4-5 xe luôn, hatchback luôn. Focus hatchback thì nó cao cấp hơn Fiesta. Fiesta là 235, 212, ở đây cũng 2010 mấy ta. Thì đây là 255, xe này rin lắm anh chị. 22 luôn, 255. Em này là ghế nỉ zin luôn, tự động luôn. Giống như vậy, nhưng mà nó là cái ghế bình thường, chứ không có ghế nỉ thì em bán là chỉ có 235 thôi. Rẻ hơn tới 20 triệu, xe này nó cộp lắm, chạy mấy chục ngàn. Xe này cũng vậy luôn. Đó, Civic tự động đó nè. Nói chung là mấy tay xe bên em Thịnh về nhiều lắm. Anh chị em mà nó hở qua lựa đi, chạy thử đi, lái thử đi, đừng có ngại ngùng nha. Có qua xem là sẽ có bớt. Địa chỉ thì anh em mình bấm Google á, Thịnh Bến Tre. Đi theo vị trí là tới ngay nha, nơi giao lưu và trao đổi mua bán với bà con nha. Focus số tự động mà sedan 2.0 bản full 239 triệu nữa nè, 2 lá 10 nữa nè. Còn Vios này thì bên mình còn 4-5 xe. Solo tô thì có mỗi xe này thôi. Solo tô này là lướt, chạy mấy chục ngàn thôi. Đời 2021 hay gì đó. Đúng rồi, đang để cho anh em mình bản full nha. Số sàn bản full đang để cho anh em mình là 318 triệu. Đó, Randit, Tucson quá trời nè. Anh em qua lựa thoải mái, chạy thử vô tư. Nơi giao lưu cho đổi mua bán với bà con nha. Có xem là có bớt. Thịnh Bến Tre có nhiều xe. Cảm ơn chị em anh em nào cho đăng ký bấm đăng ký kênh nha.